Sĩ vô danh, chúng ta hãy vỗ tay thật lớn và thật dài để gọi là ủng hộ tinh thần của cháu. Con Vi, con 10 tuổi, con xin kính chào quý vị. Sau đây con xin đọc bài thơ Các anh hùng tuần tiết của nhà thơ Thảo Bình và con xin hát bài Chiến sĩ vô danh của nhạc sĩ Phạm Duy. Đúng đó, rõ ràng phải không thưa quý vị? Minh bạch như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mình vậy. Khi lâm chiến tung hoành oanh liệt, lúc xa cơ tuần tiết không hàng, chết oai hùng sống hiên ngang, tận chung với lá cờ vàng non sông. Lòng tưởng kính anh hùng chiến cuộc, quý quân dân vì quốc vong thân, đi đầu cầu nguyện tri ân, anh linh mau thoát hồng trần siêu thăng. Bao người vì quốc vong thân, danh thơm truyền mãi toàn dân kính thờ.